chắp tay lặng nghe và lặng thọ. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Mãn Nguyệt Từ Dung Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Thuyết Kinh Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Thành kính đảnh lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Đạt. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Già. Trân trọng kính chào toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử của khóa tu học Nương Tựa Chánh Pháp hôm nay. Một buổi lễ vô cùng trang nghiêm và đầy đủ ý nghĩa trên tiến trình tu học của người nam nữ cư sĩ Phật tử của chúng ta. Một buổi lễ đã thẩm thấu được trong tâm tư của những người tham dự bữa tu học hôm nay. Thứ nhất là chúng ta văn tập về ở nơi đây để cùng với Chư Tôn Đức Tăng Già nhất cú, nhất kệ niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai để nguyện cầu cho tự thân của chúng ta được thiểu bệnh, được thiểu não, được an lạc, bình yên trong cuộc sống. Đó là một ý nghĩa vô cùng quan trọng mà ở nơi đây Đại Đức Thích Nguyên Thiện cũng như Chư Tôn Đức Tăng Già tại địa phương đã quyết định tổ chức khóa tu học Nương Tựa Chánh Pháp mà vừa rồi chúng ta thắp đèn để tạo nên một khung cảnh thiêng liêng trang nghiêm. Mà hình ảnh đó đã đi sâu vào lòng người, hình ảnh đó in đậm trong tâm tư của những người con Phật tham dự khóa tu học Nương Tựa Chánh Pháp đêm nay. Với sự điều hành chương trình của Đại Đức Nhập Thiện và Chư Tôn Đức Tăng Già ở nơi đây, quý Phật tử có thấy thân thương, gần gũi, quý kính mà trong tâm tư của người đệ tử xuất gia như Chư Tôn Đức Tăng Ni trẻ? Điều đó quý nam nữ cư sĩ Phật tử cần phải quan tâm và lưu ý nhiều hơn nữa để giúp đỡ cho Chư Tôn Đức Tăng Ni có được phương tiện học hành hoằng pháp. Đó là lý tưởng của người xuất gia. Đồng thời quý thầy cũng phải có bổn phận trách nhiệm để hướng dẫn quý nam nữ cư sĩ Phật tử tu tập như những đạo tràng mà đêm nay chúng ta có. Hình ảnh quý Phật tử văn tập về ở nơi đây dưới sự khích lệ khuyến tấn của Đại Đức Nguyên Thiện, của Đại Đức Nhập Thiện, của Chư Tôn Đức Tăng Ni trẻ đang ngồi trên lễ đài như thế này, đó là một điểm son trên con đường hoằng dương Phật Pháp nơi hải ngoại. Và chúng tôi vô cùng tán thán công đức tu tập của quý nam nữ cư sĩ Phật tử, ước mong rằng kể từ ngày hôm nay và tiếp tục trong những ngày tháng ở tương lai tại San Jose này, chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức những khóa tu học như khóa tu học Nương Tựa Chánh Pháp nhân những ngày đầu của một năm mới, để rồi Chư Tôn Đức Tăng Ni trẻ chúng ta thay phiên nhau làm trưởng ban tổ chức
chúng ta thay phiên nhau điều hành chương trình để rồi quý nam nữ cư sĩ Phật tử tại địa phương này văn tập về một tự viện nào đó, văn tập về một giảng đường nào đó, văn tập về một hội trường nào đó để chúng ta tạo dựng một không khí tu tập tại địa phương. Mà một khi chúng ta văn tập về một đạo tràng tu tập như thế này, đó là hình ảnh, đó là ước nguyện để luôn sắc tấn với lòng mình rằng là người con Phật mến thương, chúng ta phải tu, chúng ta phải học, chúng ta phải thực hành những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn. Mà cách đây gần 3.000 năm, Đức Thế Tôn đã để lại những lời giáo pháp mà ngày hôm nay chúng ta có được thiện duyên để chư tu đức tăng ni văn tập về ở nơi đây, hướng dẫn quý nam nữ cư sĩ Phật tử cùng tu, cùng học, cùng thực hành giáo pháp, cùng tu tập giáo pháp, cùng thọ trì giáo pháp và chứng đắc giáo pháp. Một lần nữa, chúng tôi xin phép được tán thán công đức của Đại Đức Nguyên Thiện, của Đại Đức Nhập Thiện, của chư tôn đức trẻ đang ngồi ở nơi đây đã có tấm lòng, đã thể hiện được cái lý tưởng của người xuất gia trên tiến trình hoằng dương Phật Pháp, tạo dựng những điều kiện và hội trường tu tập để quý nam nữ cư sĩ Phật tử văn tập về ở nơi đây cùng tu học với nhau. Chúng tôi vô cùng kính biết ơn đến toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã bỏ thì giờ quý báu của riêng mình ở nơi gia đình, ở nơi xã hội để cùng nhau tề tựu về một đạo tràng mà hình ảnh hồi nãy thắp nến kinh hành cũng như những lời trình bày của Đại Đức Nguyên Thiện dẫn khởi chương trình của Đại Đức Nhập Thiện cùng hình bóng của chư tôn đức trẻ như thế này là một hình ảnh vô cùng tốt đẹp mà chúng ta đừng nghĩ rằng lúc nào cũng có. Cuối cùng, nguyện hồi hướng hết tất cả mọi công đức có được lên mười phương chư Phật chứng minh và nguyện cầu cho tự thân của quý nam nữ cư sĩ Phật tử cùng bửu quyến vô lượng an khang các tường như ý để tinh tấn tu học đời này và mai hậu được viên thành quả phúc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Trân trọng kính cảm ơn và kính chào toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử. Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều đoàn thân Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và Kim Ly Tòa Hạ. Nam mô Đông Phương Hải Hội Chư Vị Bồ Tát Hồng Liên Tòa Hạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính lượng bái bạch trên chư tôn đại lão hòa thượng chứng minh, cung kính lượng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Thật là một niềm hạnh phúc vô biên cho hàng đệ tử chúng con. Một ngày tu học thật là trọn vẹn, thật phần viên mãn. Đệ tử chúng con bê đầu đảnh lễ, thành tâm cái niềm ơn quý Ngài. Chúng con thành tâm kính chúc quý Ngài khắp thể phương an, chúng sanh dị độ, bồ đề quả mãn, phước trí nhị nghiêm, tuổi thọ yên trường, Phật đạo duyên thành. Chúng con xin thành tâm kính cung thỉnh quý Ngài hồi hiếu và để ngày mai cho chúng con thêm một ngày tu học để chúng con được thập phần công đức. Chúng con kính lưu thỉnh thượng tọa chư tôn còn lại trên lễ đài chứng minh.